Tại sao phải thích nghi? Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu là thích nghi tốt. Vậy tại sao phải thích nghi tốt? Trong nhiều trường hợp thì điều đó có thể giúp chúng ta hòa nhập với một môi trường mới, tiếp thu được nhiều thứ hay ho. Thích nghi tốt có thể làm cho chúng ta sống khỏe, làm quen với các điều kiện sống lạ lẫm. Nếu làm tốt việc thích nghi sẽ làm tăng khả năng chịu đựng, kiếm được thức ăn, nước uống trong những tình huống không mong muốn và giúp chúng ta quen với môi trường mới, nơi mà khác hoàn toàn với những điều kiện hoàn cảnh quen thuộc trước đây. Khi nói đến thích nghi, thường thì môi trường, điều kiện mới sẽ khắc nghiệt hơn cái cũ. Nó sẽ đi ngược với trạng thái thoải mái và quen thuộc, đòi hỏi chúng ta phải chịu được, làm quen được và phát triển được trong điều kiện đó. Về khả năng thích nghi của con người, cơ thể chúng ta có một hệ thống tinh vi để điều hòa và giữ nhiệt độ cơ thể ở mức độ bình thường trước những thay đổi đột ngột đến từ bên ngoài hay từ bên trong. Nếu bất ngờ rơi vào nước lạnh, chúng ta sẽ thấy rét hơn so với khi đã ở trong nước lạnh một thời gian nhất định. Đó là khả năng thích nghi của cơ thể. Hay khi uống một tách cà phê nóng thì ngụm đầu tiên có thể sẽ làm giật mình vì cảm giác như bị bỏng, nhưng nhấp những ngụm tiếp theo sẽ thấy ấm dần lên và rồi hết sạch cà phê. Về sự thích nghi qua những hình ảnh cuộc sống ngày nay, nếu đã quen với khung cảnh bình yên thơ mộng, nhịp sống đơn giản ở đồng quê, thì khi đặt chân vào thành phố, một cậu thanh niên sẽ kinh hoàng khi chứng kiến cảnh kẹt xe kinh hãi. Nhịp sống chậm rãi, thong thả thường thấy ở quê được thay bằng sự vội vã, gấp gáp, thể hiện trên từng ngõ ngách và nét mặt của người đi đường. Những tiêu chuẩn về năng lực và kỹ năng cần có của một người có thể đáp ứng với yêu cầu xã hội ở đây cũng ở một ngưỡng cao khác. Và để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường mới này, anh ta phải thích nghi tốt. Đó là việc quen với hoạt động giao thông, cư xử đúng, học tốt, giao tiếp tốt, có được một công việc lương tốt, v.v. Chúng ta sẽ chỉ nói về sự thích nghi trong bài này trên phương diện cá nhân đơn lẻ. Nghĩa là sự thích nghi của mỗi người không phụ thuộc vào ai khác. Ví dụ một người luôn có cha mẹ lo cho vấn đề tài chính, thì khả năng thích nghi trước áp lực tiền bạc, kiếm tiền sẽ không đủ ép phê. Tiếp tục, khi vào làm việc ở một công ty mới, văn phòng trang thiết bị mới, đồng nghiệp mới, sếp mới và tất cả đều mới, chắc chắn ban đầu sẽ có nhiều thứ bỡ ngỡ, chưa quen hoặc thậm chí bị sốc với văn hóa công ty, độ chuyên nghiệp của dàn nhân sự hay sự khó tính của khách hàng. Nhưng một thời gian sau cũng thấy những điều đó trở nên quen thuộc, đó là khi bạn đã thích nghi tốt. Trong một mối quan hệ tán tỉnh làm quen gắn bó, sau một thời gian cả hai đều biết được những điểm tốt, điểm xấu, sở thích, sở ghét, nhưng vẫn giữ được mối quan hệ đó, vậy cũng có thể nói họ đã thích nghi tốt với nhau. Giả dụ nếu không có kỹ năng thích nghi với cái mới, thì trước những áp lực của cuộc sống thành phố, anh thanh niên kia có thể sẽ quay lại đồng quê khi chưa thực hiện được ước mơ và trở về sống nhưng mang trong mình sự tiếc nuối, đau đớn nào đó. Nếu không quen được với môi trường công ty mới, không theo kịp với những yêu cầu công việc, thì chắc chắn sẽ không thể gắn bó lâu dài. Hay nếu không chịu đựng được những điểm hạn chế của đối phương, thì khả năng đường ai nấy đi cũng sẽ rất rõ. Theo nhịp phát triển của xã hội, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, chúng ta cũng đang sống trong guồng quay thích nghi. Trước thì thường đi xe ôm, taxi truyền thống, nay thì đi xe công nghệ. Cùng với đó là thanh toán trực tuyến hay đặt hàng online. Nhiều khi thích nghi không xuất phát một cách chủ quan, mà thấy người khác, thấy số đông đã thích nghi trước đó và chúng ta cũng thích nghi theo. Nếu nó mang lại sự tiện ích, giá trị tích cực, hạn chế rủi ro hay đảm bảo được an toàn. Và tầm quan trọng của việc thích nghi cũng được thể hiện rõ nét hơn trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát như lúc này. Nhưng ở đây việc thích nghi không những chỉ cho bản thân, mà có ảnh hưởng đến cả những cá nhân khác. Có người luôn muốn di chuyển chứ không phải đứng yên, mà chúng ta đã quen với việc đi ra ngoài, trò chuyện, giao tế, gặp gỡ, công việc, hay đơn giản chỉ là ra ngoài vì không quen ở lâu trong nhà. Ngôi nhà hay căn phòng chắc chắn là những thứ quen thuộc, nhưng tần suất ở nhà là tần suất mới, và từ đó những cảm xúc mới cũng xuất hiện. Có thể là gò bó, bức bối, chán trường, dư năng lượng, thèm ăn, thèm nói, thèm kết nối, thèm vận động, rất nhiều. Có thể ta đều đã có những trải nghiệm đó trước đây, nhưng lần này sẽ diễn ra với tần suất dày và dồn dập hơn. Đây có thể nói là trường hợp thích nghi bắt buộc. Dù muốn hay không cũng phải làm quen. Nếu không muốn bị ảnh hưởng tiêu cực thì phải thích nghi tốt. Ngoài ra, ở đây bạn còn có thể tiết kiệm được 1-3 triệu nếu thích nghi xuất sắc do không phải đóng tiền phạt. Người làm tốt thì sẽ tìm đến những hoạt động như đọc sách, vận động tại gia, làm việc tại nhà, xem phim, học lĩnh vực mới, thiết kế trang hoàng lại nhà cửa phòng ốc. Cùng với việc đi lại là việc thích nghi với hoạt động ăn uống và hành vi mua sắm mới. Không còn những món khoái khẩu từ quán quen, những phần ăn làm sẵn cũng không còn, thay vào đó là tự mình chế biến. Sự đa dạng về hàng hóa này cũng thay bằng sự khan hiếm, đòi hỏi chúng ta phải quen dần với sự thiếu hụt,
Không phải lúc nào cũng có thể tự do lựa chọn hay tự làm ra những món thèm, mà giờ phải là những món có khả năng đáp ứng, không có nhiều lựa chọn. Ngày thường có thể đa dạng chất, giờ phải quen với cơm thịt không rau hay rau không thịt, hay không với gì cả, hoặc một món lặp đi lặp lại nhiều ngày. Người thích nghi tốt có thể quen với điều đó và lạc quan cho đến lúc có thể quay lại nhịp sống bình thường. Còn không thì cũng không có lựa chọn khác. Vì như trên, đây là điều kiện thích nghi bắt buộc. Nhưng cũng có những trường hợp, giống như khi chúng ta bị lạc vào rừng và chỉ còn một ít lương thực, không có nhiều kỹ năng sinh tồn, thì sẽ phải vật lộn để có thể tìm kiếm thức ăn, nước uống và tồn tại được. Không dễ dàng chút nào. Trong hiện tại, việc thay đổi bối cảnh công việc và cuộc sống sang một hoàn cảnh mới, cũng như khi bước chân vào khu rừng lạ lẫm, trống rỗng và lo sợ sẽ phải làm gì ở đây. Số ít thức ăn còn lại khi lạc trong rừng như số tiền ít ỏi còn lại và phải tính toán cầm cự. Kỹ năng sinh tồn ở rừng tương tự những kỹ năng mới cần có để có thể kiếm tiền từ lĩnh vực công việc mới. Từ đó sẽ có thể giải quyết được vấn đề thức ăn, nước uống và những khoản chi cần thiết khác. Ở giai đoạn này có rất nhiều yếu tố tác động đòi hỏi chúng ta phải làm quen và sống chung với sự thay đổi. Nếu có thể áp chế được nỗi sợ và tìm cách giải quyết, thích nghi với những điều kiện khó khăn, thì người có khả năng thích nghi tốt luôn có được kết quả khả quan hơn. Càng ở những hoàn cảnh nghiêm trọng và cấp bách, thì sự thích nghi sẽ là một nhân tố quyết định kết quả sau cùng và lâu dài.